Founder của lớp học thầy Hiếu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết nâng cấp các từ vựng trong phần thân bài đối với dạng advantages, disadvantages, đó là lợi ích và bất lợi của một vấn đề nào đó hoặc là của một sự vật sự việc nào đó. Thì đây ta có một cái đề như sau thì chúng ta sẽ hiểu cái đề này. Đơn giản đó là sự phát triển của ngành du lịch góp phần làm cho tiếng Anh trở thành một cái ngôn ngữ chiếm ưu thế trên thế giới. Một số người cho rằng điều này sẽ làm cho tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ được đưa vào sử dụng chung của toàn cầu. Lợi ích và bất lợi của sự vật sự việc trên là gì? Đó là sự vật sự việc trên ở đây là việc dùng một ngôn ngữ chung ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thì đây ta có một cái phần thân bài. Phần thân bài này đã được viết bởi học trò của mình. Đây là phần thân bài khá là tốt về mặt diễn đạt ý cũng như là diễn đạt ngữ pháp. Hoàn toàn là chính xác trong phần thân bài. Và số từ của bạn học sinh này viết 117 từ, đó là việc phân chia và sắp xếp khá là phù hợp. Thì tuy nhiên trong phần thân bài này có một số từ còn rất là cơ bản. Thì mình sẽ giúp cho bạn học trò này cũng như là hướng dẫn cho các bạn thay những từ cơ bản trở thành những từ học thuật để chúng ta tăng được điểm từ vựng lên bên 7.0 trong IELTS Writing. Ở đây là những từ mà mình đã bôi màu xanh, đó là những từ cơ bản. Mình sẽ nâng cấp những từ này bằng những từ học thuật. Đối với từ many, many có nghĩa là nhiều thì ta có thể nâng cấp bằng several hoặc là multiple. Đối với từ people, people có nghĩa là người dân hoặc là nhân dân của một quốc gia, chúng ta có thể sử dụng từ đó là citizen. Đối với từ easily, easily có nghĩa là dễ dàng thì các bạn có thể dùng một từ cao cấp hơn đó là effortlessly hoặc là simply. Mainly because là chủ yếu bởi vì các bạn có thể nâng cấp bằng cách là thay bằng principally seen hoặc là as seen. Thì các bạn lưu ý là seen mang nghĩa với tương đương với từ because có nghĩa là bởi vì, face có nghĩa là đối mặt, gặp phải, thì chúng ta có thể nâng cấp bằng là encounter hoặc là suffer from. Đối với từ much, depend much là phụ thuộc nhiều vào, thì chúng ta có thể thay bằng rely heavily. Thì các bạn lưu ý là depend và rely có nghĩa là phụ thuộc vào, thì chúng ta sẽ đi với giới từ on, good. Good ở đây có nghĩa là giỏi hoặc là thông thạo, thành thạo. Thì chúng ta có thể thay từ good bằng hai từ học thuật hơn, đó là proficient hoặc là competent. Secondly là từ nối. Thì từ này cũng khá cơ bản, thì mình có thể dùng một từ học thuật hơn, đó là additionally hoặc là in addition. Ở trên đây mình có một từ nối nữa là firstly. Firstly thì mình có thể thay bằng to begin with. Đối với cái việc là cụm tiếp theo đó là thanks to the same language. Nhờ có một cái ngôn ngữ chung thì mình có thể sử dụng một cách diễn đạt tương đương. Mình có thể thay bằng with the same language, with a common language being put in to use. Câu này có nghĩa là, cụm này có nghĩa là with a common language being put in to use, có nghĩa là với cái việc một ngôn ngữ chung được đưa vào sử dụng. Thì ở đây mình có dùng mệnh đề quan hệ rút gọn, đó là language, mình sẽ dùng động từ rút gọn đó là being. Thì đây mình có thể bỏ being cũng được. Điều này, this ở đây là từ nối diễn đạt cho cả cụm từ ở phía trước, đó là cụm từ with a common language put into use. Điều này sẽ cải thiện được những khía cạnh nào đó về kinh tế. Ở đây mình có một cái từ cơ bản nữa, đó là so. So là một từ để chúng ta diễn đạt kết quả của nguyên nhân, của ý nói trước đó. Thì ở đây mình có thể
thay bằng một từ học thuật hơn mình có thể là and therefore. Và do đó các công ty sẽ dễ dàng đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Easily này là một từ nó cũng tương tự là cái từ cơ bản ở trên, mình có thể dùng hai từ hồi nãy mình vừa cung cấp đó là effortlessly hoặc là simply. For example này các bạn có thể dùng một cụm khác cũng được. Thật ra for example này thì nó cũng là một cụm từ tương đối học thuật rồi. Còn không thì các bạn có thể dùng là for instance hoặc là to illustrate hoặc là as an illustration. Quốc gia giàu tức là những nước phát triển, những nước có nền kinh tế phát triển thì mình có thể dùng một cụm xịn sò hơn đó là gì? Economically advanced. Economically advanced có nghĩa là tiên tiến về mặt kinh tế. Đó là một cụm. Cụm thứ hai chúng ta có thể dùng diễn đạt giàu. Chúng ta có thể dùng là affluent hoặc là well off. Đối với động từ do research, đây là một collocation, đó là có nghĩa là thực hiện nghiên cứu, làm nghiên cứu, thì các bạn có thể dùng từ học thuật hơn, tức là sẽ thay cái từ do bằng một cái từ đó là conduct hoặc là execute, hoặc là có thể dùng phrasal verb như là carry out. Deep có nghĩa là sâu rộng, nghiên cứu sâu rộng, sâu về vấn đề nào đó, thì mình có thể dùng một từ đó là in depth. Đối với cụm từ là less developed có nghĩa là kém phát triển. Kém phát triển là tức là những nước có thu nhập thấp hoặc là nền kinh tế còn yếu kém, thì chúng ta có thể diễn đạt đó là underdeveloped. Nghĩa tương đương underdeveloped là kém phát triển, chúng ta có thể dùng thu nhập thấp thì chúng ta có thể dùng là low income. Thu nhập cao sẽ cải thiện được cuộc sống của người dân thì chúng ta có thể thay bằng một cụm đó là nâng cao cái mức sống của người dân, chúng ta có thể nói là upgrade people standard of living. Như vậy mình đã thay tất cả các từ cũng như cụm từ cơ bản trong phần thanh bài này thành những từ học thuật.